Vâng, chào các bác. Chiều nay em Tuấn có làm một cái clip giới thiệu cho các bác về cái cấu hình của con máy tính On1 này. Đối với dòng máy tính này thì tất cả nó chỉ có một cái màn hình như thế này thôi. Tất cả CPU rồi là chip rồi RAM rồi bộ nhớ nguồn nằm tất trong cái màn này. Đấy. Thì chiều nay em đã có giới thiệu cho bác rồi. Thì đối với lại chiếc máy này thì có cái độ màn hình này là 21.5 inch. Màn rất là to bác nhé. Đối với dòng màn này thì báo cáo các bác là có nhiều bác thì tôi lấy cái này, tôi lấy con laptop cho con gái dùng. Báo cáo bác là đối với laptop và dòng này nó khác nhau rõ rệt luôn ạ, nó khác nhau rất là rõ. Cái thứ nhất là nó hỗ trợ cho các bác về cái chức năng làm việc ngồi bàn, nó không hại cho cột sống con cái của các bác. Hai nữa là laptop thì màn không bao giờ bằng màn này được. Đây là dòng máy tính HP, hàng này là hàng bãi bác nhé, hàng bãi HP. Con này HP. Sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cho bác. Với mức giá thì em Tuấn đã báo rồi. Đấy là mức giá thấp nhất cho các bác là 5 triệu 9. 5 triệu 9 là hôm nay em giới thiệu là nguyên nguyên màn đấy. Nguyên màn này, chưa có chuột với bàn phím. Thế thôi. Chưa có chuột bàn phím, mà tóm lại là tặng chuột với bàn phím cho các bác luôn cho nó nhanh, chuột với bàn phím gì. Để chưa cho nó nhanh. Đấy. Thì đối với dòng này cấu hình của nó đây, em giới thiệu. Mà trước khi vào cấu hình thì em giới thiệu qua cho bác đây. Con này được thiết kế với lại 6 cổng USB này nhé. 6 cổng USB, cổng này là cổng USB truyền dữ liệu tốc độ cao. 3.0 trở lên đấy. Tốc độ cao rồi. Tất cả các bác cứ nhìn màu xanh là tốc độ cao. Đây hai cổng và phía trong này nữa, còn 4 cổng nữa. Đây các bác nhé, tất cả một cái màn hình này chỉ cấp đúng một dây nguồn lên đây. Một dây nguồn này. Đấy, bác đợi em một chút để em sẽ cho vào cái giá để hướng dẫn cho bác cho dễ. Đấy, màn hình như này. Và cái màn hình này thì các bác có thể chỉnh nhé, có tự nâng này, nâng lên này, đấy, nâng lên hoặc là đẩy thấp xuống theo từng cái chiều cao của từng người, người lớn hoặc trẻ em hoặc người thấp. Bác có thể di chuyển nhé, nó di chuyển nó có cá đây, nó tự chạy luôn, đấy, di chuyển lên xuống này, ok chưa? Đấy. Cái thứ nhất là vậy. Tiếp theo đến cái tiếp theo nữa là về chức năng loa của này rất là hay nhé. Loa cả một dàn loa đây. Dàn loa phía dưới. Con HP. Đấy. Dàn loa. Made in Tokyo. Đấy. Màn 21.5 thoải mái, màn quá to luôn cho các bác dùng. Đấy, còn về phía dưới như em đã giới thiệu đấy ạ. Về phía dưới đây là một cổng khe cắm thẻ nhớ. Một cổng cắm micro đấy, nhìn chưa, micro này, một cổng cắm tai nghe. Về bên trong này thì những cái dây này thì bây giờ em dây này là dây của chuột với bàn phím thì em cắm tạm đây thôi, còn về các bác khi các bác lắp vào đây thì các bác sẽ bó nó chặt vào đây này, nó gọn hết, nó không bị lồi thồi như này. Đấy, còn về cấu hình bác cần biết những cái cổng này chi tiết thì chưa em bác sẽ tua về sau nhé, có một cái clip em giới thiệu về sau rồi. Đấy. Còn sau đây em sẽ giới thiệu cho bác vào cái phần lõi bên trong, đó là phần chip và RAM cấu hình. Đối với Win này thì các bác thích chạy Win gì thì chạy nhé. Win 7, Win 8, Win 9, Win 8, Win 10 tùy các bác. Đây cấu hình, hiện tại đang cài cho bác trên này đây. Cấu hình con này đang chạy cho bác là Win 10 bản Pro nhé. Bản của nó là Win 10 theo máy rồi, Pro. Đấy. Chip con này là chip Core i5 6500. Cấu hình quá là cao rồi bác. Chưa ạ? Nó cấu hình khá là cao nhé bác nhé. Chip Core i5 6500 CPU 3.20 chưa? Đấy, đang chạy Win bản Win 10 Pro. Đây về dưới này, bác nhìn đây. Vui chưa? Quá thoải mái cho các bác nhé. Win 10 Pro rồi. Ok chưa? Đấy. Thì về dòng này đã báo cho bác rồi. Ổ cứng là 256 GB. Ổ này là ổ SD bác nhé. Chú ý nhé. Cái dòng ổ cứng này là ổ cứng SSD, có nghĩa là nó chống sốc, chống va đập được cho các bác. Còn nó nghĩa là nó không phải như ổ cơ ngày xưa. Ổ cơ thì nó rất là rẻ. Ổ này là ổ SD, chống va đập. Đấy. Nên là hầu như là nó như kiểu cái USB và cái thẻ nhớ của bác ấy. Nên là khi bác di chuyển nó không không có vấn đề gì về vấn đề lỗi cơ, nó tốc độ nó không sao. Cái thứ hai nữa là về con này, ổ cứng 256 GB, RAM 8 GB. Báo cáo các bác là nó thừa thừa nhé.
cấu hình thì nó quá thừa cho các bác. Về con cái học hành rồi là về làm thiết kế đồ họa con này ok rồi, không phải nói gì nữa. Tóm lại là con này thì không chê một cái gì nữa bác ạ. Với tầm tiền là 5 triệu 9. Em Tuấn báo cáo bác là với tầm tiền 5 triệu 9 tùy các bác tham khảo thôi, còn sau đây em Tuấn sẽ vào và đặc biệt là nó lại là dòng máy, nó là cái dòng máy bãi nên cái về cái độ màn hình này nói luôn về chất lượng và màn hình và có hại mắt hay không thì các bác không phải hỏi nữa, bởi vì những dòng máy này nó sản xuất ở nước ngoài, các bác dùng thì không có lý do gì mà chất lượng nó kém cả, nên cái đấy em không cần quảng cáo. Còn sau đây em mời các bác vào cái phần mở thế nào, đây mở nhạc các bác nhé, đây là mở YouTube này, con này có bắt wifi vào hết nhé, wifi có hết nhé, đây có vào wifi thoải mái, nhạc mạng không dây có dây được hết, chưa nghe nhạc quá nhé. Đây. Đấy. Nói tóm lại những dòng này thì không phải chê các bạn. Bác chú ý hội em nhé, tất cả những hàng ở bãi ở nước ngoài, cái nền màu này của họ này nó rất là thật nhé, bác nhìn này, nó rất là thật, nó không rực, nó không bao giờ lóa mắt, ngồi trước mắt này nó không bao giờ lóa, không bao giờ mỏi mắt. Đấy, cái quan trọng nhất là cái này này, và làm việc nó không bị chóa, không bị mệt mắt đâu. Đấy, còn hàng bãi thì các bác đã dùng bác biết rồi, kể cả âm thanh bác mua của em. Còn đây là những chiếc máy tính hàng bãi, em thấy là dòng này phải nói là nó quá bình thường, các bác phải mua một cái màn hình như này đúng không, một cái cây máy tính đặt ở dưới này này phải khởi động cây lên nó chạy, đây tất cả nó nằm trong một này hết rồi, chỉ cần như này cái máy tính của bác cấu hình nó khá là cao đúng không ạ, chip Core i5 đầu 6 rồi, RAM 8 GB, tóm lại là thoải mái cho các bác dùng tất cả các chức năng, xem phim giải trí, nghe nhạc, đồ họa, vẽ, rồi là làm văn bản, rồi tóm lại là không thiếu cái gì cả. Mua cho con cái các bác một cái máy như này nó rất là tiện lợi cho bác đấy, còn bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn, tất cả hàng này em đều cài nhé, và những phần mềm này em ép cả phần mềm tiếng Việt vào nữa, phần mềm tiếng Việt cho một số cái phần mềm cho các bác có dùng đấy, ví dụ như đây, ví dụ như là một số cái đây, ví dụ như là vào một số cái đường link này chẳng hạn, bác bóc vào này nhé, bóc vào đây, ví dụ như đây, bình thường là những cái dòng này nó sẽ dịch là tiếng tiếng Anh chẳng hạn, bây giờ bọn em sẽ ép lên là thêm vào tiếng Việt để giải nén hay như nào đây, để cho các bác nó dễ dùng. Đấy, một số cái này còn một còn những cái từ tiếng Anh phổ thông này bắt buộc nhá, ví dụ như thưa cái này này, những cái dòng này này, sen là dòng dẫn đến hoặc cóp hoặc copy hoặc những cái dòng này đen này hoặc rem này, những cái từ ngữ này các bác đừng có chuyển hết thành tiếng Việt, vẫn có phần mềm chuyển sang tiếng Việt tất, nhưng khi các bác yêu cầu bên cài máy tính hoặc bên em cài cho tiếng Việt thì sau này con bác nó sẽ học thiết theo tiếng Việt, là nó sẽ không biết được những cái ngôn ngữ kỹ thuật như này, là sau này tự nhiên là làm cho con cái mình nó quen một cái đường lối đi nó không không đúng, như cứ để nguyên như này bác nhé, chỉ dùng một số cái phần mềm này mình cho sang thôi. Đấy. Nhiều bác là cứ phải cài cho anh tiếng Việt, ngày trước em đi làm máy đi, các bác rất thích cài tiếng Việt nhưng mà khi bác dùng cài tiếng Việt vào rồi là vào các phần mềm khác là bác cứ lơ ngơ hết. Đấy. Rồi chào các bác ạ, em nói mức giá 5 triệu 9 bác nhé, bác nào cần chi tiết thì em đã có một clip em giới thiệu ở ngoài, em lồng về phía sau cho các bác.